gỡ cái mài ốc ra trước, rồi bắt đầu cái mình lấy cái mình đó mình bỏ vô đây, rồi bỏ đây nè con, bỏ vô đó. Chút xíu nữa bà nội bỏ chuối vô xong là được ha, cho chút nha, hai đứa ăn nha ha. Má thấy ốc ngon quá, mua mấy ốc ốc lát bự bự về mới nấu à. Giờ đi vô lại đây mới nhậu xả vô nấu món ốc với lại nấu với chú già với mẻ nè. Xả này vậy cái nó mưa xuống này cái nó non lên xả nè. Xả nó non lên nè, nó mềm. Nhiều lắm phải bán bớt, bán không có bán người ta. Má làm xả bào phơi khô gỡ cho nhỏ em ở bên Hàn Quốc đó, nó nấu phở không à. Món xả này nó có nấu như cà ri đồ á, mình cũng bỏ xả này vô nè. Nó non rồi, nó gãi rồi, còn nhỏ quá. Cái bự bự vô nấu nhỏ quá, gãi cổ sớm quá, nhỏ quá đây. Cái lửa quá. Dơ ha, cà rửa sạch cái vỏ mình bỏ vô, mình đem vô mình luộc sợ chút á, mình để mình luộc xong mình bỏ nó vô muối, bỏ nó vô miếng muối mình luộc sạch nó rửa nó cho nó vô miếng muối nha. Bỏ vô miếng muối nữa trong rau mới rửa. Nấu chuối này nè, nấu với mẻ ha. Mình có ăn với cái rau này nó thơm lắm. Quế thơm kìa. Hồi trước thì chính là bưu điện ở Gò Công á, ở chung với chị Hương nấu ăn rồi chị mới chỉ cho chính. Rồi chính về chính mới kêu. Nó kêu nấu bữa nấu nó ăn ngon lắm. Nấu thử ăn đi. Nhà có chuối mà. Nó mua về nhà làm nấu ăn là ngon, thiệt là ngon. Từ đó về sau có chuối cái nói rồi, có chuối cái bắt đầu đi kiếm ốc. Ốc ở nhà không có thì đi mua. Nó nặng cái tắc này vô rồi bắt gọt chuối nó thả vô là nó nặng này vô nó cho nó cắn cái chuối. Nấu ăn nó có bị chát gì hết trơn á. Gọt hết này mình nấu luôn nó dẻo nó ăn chứ không có lấy cái vỏ. Ruột cá trắng như là con ốc gạo luôn. Năm đang anh đang lấy ốc nè, năm lấy ốc nè. Con ốc này nó hơi khó lễ, con lễ được không? Nè, bà nội cho con cây cây nè, con lễ nè. Rồi cái mài ốc ra trước. Rồi bắt đầu cái mình lễ cái mình đó mình bỏ vô đây. Rồi bỏ đây nè con, bỏ vô đó. Chứ. Xong lấy lâu quá rồi con lấy không được con này, con lấy con khác rồi đưa cho nội lấy con này cho. Bỏ miếng muối vô mình luộc nó ốc nó sạch trơn à. Thịt mình nấu ốc mình sắc mỏng mỏng chút thôi biết.
Má đánh đánh mẻ vô má nấu canh ốc với chuối nè. Mẻ mình nấu canh chuối này rồi mình nấu bắp đậu bắp á. Đậu bắp cũng được, chuối cây cũng được, rau muống cũng được, mình nấu mua đậu cá rồi á. Nấu ăn. Rồi, cắt lên đi rồi. Cho dầu vô cái má khèo cả ớt, gừng, củ hành, củ tỏi đầy đủ hết trong đây. Bỏ vô má khèo cho nó thơm, xong nó bỏ thịt vô khèo xong nó bỏ ốc vô má khèo luôn. Đổ thịt vô má khèo nè, cả nó thơm thôi chứ không cần nó vàng, nó thơm là được rồi. Muỗng hạt nêm. Bột ngọt nửa muỗng muối nè, khèo đây mới cho vô hai muỗng đường ha. Rồi thịt nó sặn rồi hết rồi nè, đậu ốc vô mới khèo luôn nè. Để xong rồi bắt đầu cái nồi nước nó mới quậy xong rồi, giờ nó sôi lên rồi mới đổ qua nè. Đó, quay mới bỏ qua nồi nước mẻ, nước mẻ mới làm xong rồi đó, bỏ qua. Nó thèo thịt xong rồi mới bỏ chuối vô mới nấu nè. Nấu cái này nó cũng lẹ lắm. Chuối này nấu nó sôi lên một chút là nó chín rồi. Bà nội nấu cái gì vậy? Vậy nè, nấu chuối xong chưa? Bà nội nấu, mấy giờ bà nội bỏ chuối vô nè. Chút xíu nữa bà nội bỏ chuối vô xong là được ha. Cho chút nha, hai đứa ăn nha ha. Dạ, chút nữa đi vòng vòng, đừng có nhà ấy nữa không? Đừng có ra hoài nha, đi vòng vòng trong nhà thôi nhớ không? Đừng có đi ra hoài nha. Đặt vô nè. Đó, giờ mới nấu nồi cơm củi nè. Thôi, vừa rồi. Giờ mới nêm miếng lá quế vô cho nó thơm nè, có lá tía tô vô nữa. Đúng rồi đó. Kiếu Sam Sam đâu rồi cà. Sam Sam ơi, ra ăn với nội. Sam Sam ơi, đi ra ăn với nội con. Rồi ngồi đây rồi, ngồi lên đàng hoàng. Rồi hai chiều con lại ốc với nội. Giờ nội bắt cơm, múc ốc con ăn nha. Rồi ăn miếng cơm nha không. Rồi giờ bà nội múc cho con. Con ăn chuối không? Ăn chuối luôn ha. Đúng rồi, ăn chuối nè, bà nội cho ăn vô nè. Nội cho con ốc nữa ha. Ăn chuối không hả? Ăn chuối không hả? Kệ, ăn ốc với thịt đồ luôn vô cho nó ngon. Rồi để ra đây bà nội ăn. Bà nội nấu hả? Cũng mệt mệt chứ. Bà con ăn thử coi coi ngon không? Bà nội nấu coi ngon không? Rồi đây nè, bà nội cho đũa. Rồi con cầm đi, bà nội gấp thịt ra bà nội cho. Rồi con ăn chuối với ốc nha. Rồi. Rồi bưng hai tay lên, ngồi đàng hoàng, bưng hai tay lên. Bưng ý, rồi con làm đổ rồi. Rồi con bưng xích chén vô. Con bưng lên rồi ăn. Ăn với nội nha. Chuối nấu nó dẻo. Dẻo thiệt dẻo luôn. Để con để đây đi, con chạy vô con lấy cái muỗng nè con ăn. Dạ. Ở xuống con vô con lấy cái muỗng nè. Má nấu chuối nè, chuối với ốc má nấu mẻ á. Má nấu mẻ nè, má nấu có xả rồi, có ớt đồ mà mình nêm chút mình ăn á. Có lá tía tô vô á. Nó ăn nó cũng tốt, nó được giải cảm, trị ho. Nó ăn cũng tốt cho sức khỏe lắm, lá tía tô á. Nè, ốc nè, ốc rồi cho con để nè, ăn đi, ngon mà ha, đó, cái cay cay vậy ăn mới ngon, canh chua mà. Canh chua ốc mà, ốc là nấu mình phải cay cay vậy á. Con không chịu ăn, ăn ốc à, ốc ngon quá, không chịu ăn. Rồi, con lại ăn lá tía tô.
Thơm lắm nè, ăn lá chí tô đi, thơm lắm, ngon nè. Ngon không? Dạ ngon. Ngon không? Ngon mất, bà nội nấu ăn nữa nha. Bà nội mua ốc rồi bà nội nấu cho con ăn nữa ha. Có ai yêu thích món ăn của má nấu, hãy theo dõi kênh Cơm Nhà Má Nấu. Đấy. Bye bye, xin chào nha.